Rồi đứng lại. Kia, phía trước ấy chị. Đấy, là mình tham quan á, ăn chưa xong ấy, mình đi lên phía trước trước, cậu bên phải đi lên phía trước, chừng khoảng 100m. À, đó ngã tư thì mình nhìn thấy cái hình poster ấy, mà diễn viên Bae Yong Joon chụp với anh thấy bên kia là đứa nào không nhỉ? Như vậy. Đó thì khu đó là có hàng cây rất là đẹp, cái ngã tư đó luôn. Mà mình chụp xong cái khu đó là mình đi xuống dưới này, chụp vào vô cái khu lá đỏ bên tay trái ấy. Mình nhìn được, mình nhìn thấy đúng không ạ? Mình chụp tà là mình đi xuống dưới gần đứng nào là vừa. Bên này là anh tha hồ quay lá đỏ đúng không ạ? Đi ra bên này trước. Ở bên này phải đợi bên xe tăng nhiều chứ. Còn lại sau, trên đường ra cái bên này. Trên đảo này là hầu như là các trồng các loại cây lá đỏ. Một nét độc đáo riêng của cái đảo này. Thấy hết con đường không? Máy quá. Đây là khu trồng toàn cây lá đỏ quanh năm. Anh cứ quay đi xong rồi anh chụp giúp em mấy tấm nào mà ủa, mình ngồi chứ. Mình ngồi được. Lại này. Chuyến này về cho thấy đỏ thấy vàng hết luôn. Một trời. Rồi. Ok. Đẹp. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.
Let's go.